Thì các bạn hôm nay thấy nói về cái số gần đúng Để chẳng hạn như số pi là số đúng với nó sắp xỉ bằng 3,14 Hoặc là cắn 2 sắp xỉ bằng 1,41 Đấy Thì cái số pi này, số căn 2 là số đúng Số đúng Còn những cái giá trị này, 3,14 Hoặc là 1,41 là những cái số này là số gần đúng Số này số gần đúng số pi còn 1,41 là số gần đúng của căn 2 cái số gần đúng số gần đúng gần đúng Và là trong đó đạt tính toán thống kê thì chúng ta bắt gặp những cái số gần đúng đó và cho cái số đúng á này nó sắp xỉ bằng một cái số á nào đó đó nha thì cái số này là số gần đúng của số đúng á này cái số này cái số này là số gần đúng Gần đủ. gần đủ đó và từ đó cái sai số tuyệt đối đô lệch đó là bằng A ngang trừ đi A Đấy. và người ta thường chứng minh nó nhỏ bằng cái dế nào đó thì lúc này A ngang sẽ thuộc vào cái đoàn là A trừ dế và A cộng dế và quy ước viết là A ngang là bằng A cộng trừ dế Đấy. và cái dế này gọi là đồ chính xác đồ chính xác chính xác của số gần đúng đấy và khi biết đồ chính xác thì chúng ta sẽ viết cái đoàn mà cái giá trị thực này nó thuộc vào đó và khi gặp bắt gặp một ký hiệu là a bằng còng trừ dế hoặc là cộng trừ dế đấy thì đấy là cái, cái a là cái số gần đúng còn dế là đồ chính xác của cái phép toán đó phép đó đó phép thống kê đó các bạn nhé chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những dịp kênh nhất.